vẹt này liên tục tấn công chủ của mình, thậm chí đến ngay cả chú chó trắng làm bạn với nó bấy lâu nó cũng không tha, nó luôn trực chờ để tấn công chủ chó đến mức chủ chó phải dè chừng. Khuôn mặt hiện rõ vẻ khiếp sợ. Mỗi ngày ngoài việc gây gổ ra thì không còn gì khác. Trong một khoảnh khắc không chú ý, người chủ đã bị nó cắn đến chảy máu. Chủ nhân nói rằng chú vẹt gần đây không hiểu vì sao lại trở nên cục cằn và đáng sợ như vậy. Bờ môi nhọn như dao của nó có thể làm mọi người bị thương chỉ trong chớp mắt. Vậy nguyên nhân bắt đầu từ đâu? Câu chuyện là khoảng 20 ngày trước, người vợ đã mang một chú vẹt màu xám về để nó có thêm bạn, nhưng sau cuộc gặp gỡ đầu tiên nó đã tấn công chú vẹt xám và tính cách của nó cũng thay đổi từ đó. Để tìm ra nguyên nhân, nhóm sản xuất chương trình đã mời một chuyên gia về chim đến để xin lời khuyên. Sau khi quan sát, chuyên gia nói rằng nó là một con vẹt cái bởi vì bây giờ đang trong mùa sinh sản của chúng nên tính cách sẽ có phần thay đổi, trở nên khó chịu hơn do thay đổi nội tiết tố. Chính vì thế nó mới xuất hiện hành vi tấn công người như vậy. Biết được nguyên nhân thực sự, chủ nhân đã tìm cho nó một con vẹt đực màu xanh. Ngay khi hai con vẹt gặp nhau, chúng đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào, thật là một cảnh tượng lãng mạn. Sau đó, chủ nhân đã đặc biệt làm cho chúng một tổ ấm mới. Cuối cùng, chúc cho chúng có một cuộc sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc.